viện với cái này, cái bảo vệ này nhá. Đây này, tiếp hai này trước. Ok. Đúng không? Bố vậy không? Đấy, anh gửi lại hai cái đâu. Anh cứ ghi như là ngày 1 đấy, hai bên nhau đi để anh em đỡ loạn chứ. Cứ vậy thì anh em làm quy có quy trình gần hóa cụ thể thì nó sẽ rõ ràng luôn. Ok chưa? Xong rồi mai mọi người sẽ kể như viết video đấy làm về nội dung gì, xong rồi bao nhiêu mét, bao nhiêu đơn, chi phí bao nhiêu. Đo đường luôn nó hiệu quả. Kiểu gì cũng có người lẻ chắc chắn đấy mà hôm nay nên. Ok. Nội dung mới nhưng mà mọi người ra triển khai không biết em. Hai video bạn gửi. Nếu mà có hiệu quả thì đợi, còn không thì mình lại tiếp tục khai thác tiếp ở đây. Chú ý đừng bị gạch. Vừa có bật điều hòa không? Tình chứng lên rồi.